hai anh em mình xin kính chào cô bác chị Hoàng. Xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị Hoàng sức khỏe giàu năng. Anh Ba, một mâm bánh bao luôn anh Ba. Nhưng mà anh em kia là ăn khoai lang nè, ăn bắp hầm nè, thì cũng độ khó. Hôm nay anh thử cái này ha. Rồi. Em nhớ là anh cũng có ăn từng ăn là 10 cái bánh bao đúng không? Nhưng hôm nay anh là rất là khó, lý do là anh 15 cái đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Đó. 15 cái bánh bao này anh được 30 phút. Trời. Không uống nước. Trời. Đó. Trời. Mà móc cỡ nào cũng chơi á, cỡ nào cũng buồn á. Giờ cho cái ca nước làm trước miệng đi. Rồi đây, cho uống trước miệng này nó uống đi. Uống trước miệng lấy trớn rồi. Chứ để anh em ăn đồ khó mà anh ăn đồ dễ hoài không được ha. Trời à. Trời phải không? Không hai tờ nha. Trời. Mời cô chú anh chị các bạn dùng bánh bao. Rồi chuẩn bị đi 30 phút nha. Một cái được 2 phút á. 1 2 3. Ủa bấm lộn rồi. Ủa. Rồi chạy đi. Không nước luôn, giữ luôn. Anh cứ tính là một cái anh bao là 2 phút là anh hoàn thành. Mấy anh em là trong team mình 15 cái mà không uống nước cái này là mình tầm nghỉ tầm khoảng 50 phút. Này anh ba hơi bị khó chút xíu là mỗi cái là 2 phút. Mới vô thì còn lẹ, khúc cuối nó lúc nó khát nước hơi chậm lại, cái đầu của con phúc à. Biết bóp lại kia không? Cho nó dễ ra hả? Cho con ngừng, nó có nước ra. À, dạ. Vậy là cũng có thiệt chiêu ha.
bao phải vui quá. Thank you.
luôn. Có cần đổ xăng không? Cho đổ xăng miếng. Cho uống miếng nước không? Cho hấp miếng đi. Hấp miếng ăn rồi. Cũng khí xó chút xíu. Tao uống nước mà ăn nãy giờ 7 cái cũng hơi bị căng. Uống nhiều, uống lượng lần một á. Được rồi. Dạ, được ha. Nhiều máy trơn lòng rồi. Toàn là nước ở cửa hả? Một cái bánh bao như thế này mà 2 phút mà không uống nước rất là căng, mà cố gắng lên mới có thể hoàn thành nổi. Còn không, hôm nay anh là được ăn. Nói cho đúng thì tiền thưởng, tiền lương. Nói chung là tiền được ăn nhưng mà cuối tháng vẫn có lương nữa.
Hôm nay anh ba không thể nào hoàn thành nổi thử thách này. Nhưng mà ăn cũng rất là giỏi rồi. 11 cái mà trong 30 phút không uống nước là cũng giỏi lắm rồi. Chứ bình thường mà không uống nước mà 30 phút này ăn chắc 4-5 cái, 7-8 cái là dữ lắm rồi. Và 11 cái là quá hay rồi. Thôi thôi lên ba, 30 phút rồi nè. Đằng này nó càng rít luôn. Mới vô làm nhanh ha. Mới vô còn cũng như là còn không đổ á. Ừ. Mình nuốt ngọt ngọt. Vậy hôm nay là không có tiền anh ba? Không, được rồi. Hôm nay được ăn ha. Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên là kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng chào lại, bye bye. Bye bye.